lợi nghĩa vụ của mình, các quyền khác quy định, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập tòa án trình bày chứng thực tình tiết liên quan đến quyền nghĩa vụ của mình, chấp hành quyết định yêu cầu của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án tại tòa ngày hôm nay có nghĩa vụ chấp hành nội quy phiên tòa, tôn trọng hội đồng xét xử, chịu sự điều khiển của chủ tòa phiên tòa. Xưng hô tại tòa ngày hôm nay các vị xưng là tôi. Sau khi nghe chủ tòa giải thích về quyền và nghĩa vụ của mình, có vị nào cung cấp nộp thêm chứng cứ gì mới cho hội đồng xét xử không? Có ý kiến gì? Ý kiến của ông đã được chứng kiến nộp cho chúng ta đã nhận được rồi. Ngoài ra còn ai có ý kiến gì nữa không? Mời quý vị ngồi xuống. Năm bị cáo đứng lên. Bị cáo đứng lên. Lưu ý các bị cáo, tại tòa ngày hôm nay, các bị cáo chỉ được quyền tiếp xúc với luật sư. Ngoài ra không được quyền tiếp xúc ai, chưa được sự cho phép của chủ tọa phiên tòa. Nghe rõ chưa? Chủ tọa đã tiến hành trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa. Mời các thành viên hội đồng xét xử coi. Mời các vị đại diện viện kiểm sát có ý kiến trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa. Các vị luật sư bào chữa cho các bị cáo, các vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các đương sự có ý kiến gì trong phần thủ tục rồi, mời ông. Các bị cáo ngồi xuống đi. Cái trường hợp xét xử tôi là bị thành công, người bảo vệ cho cái điều kiện thành công hôm nay. Trong phần thủ tục thì tôi có một số ý kiến như sau. Chúng tôi đã gửi công hiện, đã gửi khiếu nại đến hội đồng xét xử và đến tòa nhân dân tỉnh vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Thì phó chánh án tòa nhân dân tỉnh đã gửi văn bản thông báo về kết quả giải quyết về việc chúng tôi xác định không hiện khiếu nại việc xác định tư cách tố tụng của ông Nguyễn Hiện là người liên quan, người có quyền liên quan trong vụ án này là đúng quy định pháp luật. Cho nên hội đồng chủ tọa hát cho ông được xin công thế này. Trước khi chủ tọa tiến hành giải thích quyền và nghĩa vụ của người có quyền là nghĩa vụ liên quan, chủ tọa cũng đã thông báo về vấn đề này, thẩm quyền giấy cũng đã thông báo về vấn đề này. Được xin công lưu ý chỗ này. Tôi cũng đã nhận thông báo, tôi đã lắng nghe thông báo của hội đồng xét xử chủ tọa. Nhưng mà hiện nay thì ngày 15 tháng 9, ông Nguyễn Đức Hiện đã tiếp tục khiếu nại lên tòa chánh án tòa nhân cấp cao theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự về việc quyền công nội dung. Cho nên rất mong hội đồng xét xử xem xét nội dung này. Ngoài ra cùng nội dung này thì chúng tôi xin với tư cách là người bảo vệ do Nguyễn Đức Hiện thì tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét xác định lại tư cách của ông Nguyễn Đức Hiện phải là xác định tư cách là người bị hại trong vụ án này thì mới đúng quy định pháp luật. Và tất cả nội dung chúng tôi đã có kiến nghị cũng như nội dung khiếu nại của ông Hiện mong hội đồng xét xử xem xét. Tôi hiểu và tôi sẽ đọc. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa. Người dân chú ý, 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 người